Sáng nay, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đã đến thăm và trao quà hỗ trợ dân dân huyện Hòa Vang có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng trao tặng 500 xuất quà trị giá hơn 177 triệu đồng, gồm các nhu yếu phẩm như gạo, cá hộp, mì tôm, nước mắm, dầu ăn để hỗ trợ động viên các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, góp phần chăm lo đời sống cho người dân trên địa bàn huyện Hòa Vang vận tiền cùng vấn địa phương thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch, góp phần cùng thành phố sớm đẩy lùi Covid-19.